Hi, welcome back to my channel Stats Gregor. Và các bạn cùng mình gặp phá từ cái đầu tiên nha. Mình sẽ vào từ cái đầu tiên. See you in here, Moss. Ok. So okay, for the game to chill. Let's go. Xin hiểu, ông ta đang ở trước mặt các bạn. Vào đây thì mình sẽ thoải mái để chơi cho các bạn. Ông ta đã biến mất rồi. Khẩu súng AK. Thank you.
kẹt luôn đây rồi. Oh my god. Vẫn kẹt. Không biết lý do gì. Mình sẽ thử lại một lần nữa xem. Sẽ chuyển sang được cái đứa trò Sit and hear a few. Let's go. Thank you.
Trong thời gian này các bạn sẽ phải đi tìm kiếm ba ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà có một câu hỏi và các bạn sẽ trả lời câu hỏi trong mỗi ngôi nhà đó. Khi trả lời đủ ba câu hỏi thì các bạn sẽ đến một điểm sáng cuối cùng. Và điểm sáng cuối cùng đó để làm gì? Đó là các bạn sẽ vượt qua Chatuan và chuyển sang Chatuchu trong thời gian này. Đây có một con đường. Và con đường này đã dẫn đến một ngôi nhà. Mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Face. Bên này đang nhìn thấy ngôi nhà thứ hai, nhưng mà mình cũng chưa được qua đâu. Oh my gosh. Ok, và từ kênh dưới treo. Let's go. See you here and robots. Robot Swing. Và ở đây các bạn có thể chơi Robot Sin Here hoặc là Sin Here. Các bạn có thể chọn trong những có 4 nhân vật tất cả. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những nhân vật 1, 2, 3, 4. Tất cả là 4 nhân vật, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang The Game Show. Ở đây thì các bạn sẽ hóa thân là Big Guy và sẽ tiêu diệt Sin Here. Các bạn sẽ phải tìm những món đồ, tìm những khẩu pháo để cho những anh chàng này cầm. Tất cả là 4 khẩu pháo. Thì khi đó thì những anh chàng này sẽ cầm và các bạn sẽ đi tìm.
và đưa cho những anh chàng này, thì đó thì các bạn sẽ hoàn thành game này và tiêu diệt được Siren Hill trong đây. Bốn anh chàng nói chuyện với nhau, và lúc này thì Siren Hill sẽ xuất hiện. Siren Hill đang ngoài và ông ta sẽ tập trung đưa những speed guy hung dữ khác đến để tiêu diệt. Everyone take your position. We are under attack. Đó rất nhiều big guy xấu đang tìm và tiêu diệt các bạn. Vào đây. Việc đầu tiên đó là mình sẽ phải đi tìm. Ở đây có số máu và số nước. Ví dụ như các bạn hết nước thì các bạn sẽ phải uống nước, và hết máu thì các bạn phải ăn những chiếc bánh để hồi máu lên. Đó, và cứ như thế các bạn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo. Càng ngày sẽ càng đông big guy xấu xí các bạn nhé. Big guy xấu đang ne và tiêu diệt các bạn. Ok, tiếp tục mình sẽ đọc món đồ này ở đây. Để món đồ tiếp theo. Hiện tại thì số nước đang sắp hết rồi. Ở đây các bạn đã mở cánh cửa và kia thì sẽ các bạn sẽ đi đường bên kia. Không biết đã đi được chưa đây. Còn thiếu một cái để các bạn mở ra cánh cửa này. Đó là một căn nhà nào đó. Đây rồi. Đó, khi đó thì sẽ mở cánh cửa này và các bạn sẽ vào trong đây để lấy những món đồ để tiêu diệt Siren Hill khi ông ta đang đứng ở ngoài kia. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Ồ, tựa game này không chơi được rồi. Vào tựa game này nào. Let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ hóa thân là Siren Hill và sẽ đi tiêu diệt những con người đang phá hoại cây cối ở khu rừng này. Chặt phá rừng cây. Và khi các bạn càng tiêu diệt được phá hủy tất cả những gỗ ở đây thì Siren Hill các bạn sẽ to ra và càng ngày thì sẽ hóa khổng lồ. Đến khi hoàn thành tựa game này thì lúc đó thì các bạn sẽ lại trở về với cát bụi, đó là trở về với những chiếc thần cây như thế này. Ở đây ba thần cây tạo ra một Siren Hill. Trưởng luôn rồi. Ở đây nếu không cẩn thận thì các bạn sẽ bị bắn chết ngay, nên các bạn phải cố gắng.
dựng giữa đây và dùng quả chiêu lan tỏa. Nhờ các bạn càng to ra. Và tiếp tục các bạn sẽ tiến sâu bên trong và tiêu diệt hết tất cả những nơi như thế này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. Biển báo chắc chỉ ở đó có ngôi nhà và xem có gì ở trong đó không. Nối từ đường điện này sang bên này. Cửa này cũng bị khóa luôn. Đây là một đường điện. Oh my gosh. Wow. Wow, tí kết tí chưa? Sẽ phải đi xung quanh để tìm kiếm và cuối cùng thì sẽ thoát khỏi rừng hiêu.
ông đang ở trong khu vực này và trong này khá tối tăm. Mình sẽ ở lên trên cao này xem mà nơi khác có gì không. Khá tối rất khó nhìn. Xin hiểu có thể ông ta đang ở kia. Sẽ đi xuống dưới để tìm kiếm nó đâu. Ok. Rồi và mình xin phép dừng đi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.